Rồi, chào mọi người nha. Mọi người thấy nhiều máy đẹp không? Nhưng mà trước mắt thì Nhật Nam rất là vui và thông báo đến các bạn này. Kênh Nhật Nam chuẩn bị được 40.000 người đăng ký đấy. Hứa hẹn là event lần này lớn lắm nha. Nên là các bạn chia sẻ và đăng ký kênh nhiệt tình để ủng hộ mình nha. Chia sẻ nhiều clip đi. Đấy, và bên kênh này này. Cái kênh Nhật Nam Review này nó mới là nhiều cái điều thú vị nữa này. Gần 3.000 người đăng ký này. Đấy, và mới nhặt được một cái Oppo F5 trong cái thùng máy xác này. Đấy, mới nhặt được cái máy. Và mình đã làm cái clip mình hô biến nó thành một cái máy ngon zin để tặng fan luôn, chịu không. Đấy. Thì bạn nào mà chưa sang cái kênh này thì sang đi nhá, để đăng ký kênh và chuẩn bị tối ngày mai mình sẽ làm cái event mình tặng cái máy Oppo F5 này nhá. Đấy, sang xem cái clip này đi rồi biết là cái máy này có chất lượng không. Ngày mai mình sẽ tặng. Ngày mai mình sẽ làm event tặng nhé. Đấy, để còn tham gia chứ đúng không? Rồi. Tuy nhiên thì cũng đừng quên đăng ký cái kênh Di động Nhật Nam này nhé. Đó. Sắp sửa 40.000 là giảm giá sấp mặt luôn. Đấy. Chỉ còn có 1.001 nữa là đủ rồi. Rồi, cảm ơn các bạn trong thời gian vừa rồi đã luôn yêu mến ủng hộ nhé. Hôm nay mình đến với các bạn với một cái clip là rất là nhiều máy xịn sò. Đấy. iPhone, Oppo, Xiaomi, Samsung đầy đủ luôn. Đấy, ok, các bạn thấy chưa? Trước mặt các bạn đây. Đấy thì mỗi thứ một ít thôi nhưng mà toàn là máy xịn sò thôi. Thì cái con này ở trên mà lại gần mình giới thiệu trước, đây là con iPhone 8 Plus nhá. Đây là con iPhone 8 Plus này. Đấy, mình không cần phải view vì tất cả những cái máy này ở đây là zin và có ngoại hình là đẹp keng. Ok, và là máy chính hãng cũng như là iPhone là quốc tế. Đấy, thì các bạn cứ yên tâm nhé. Đây, con iPhone 8 Plus bản 64GB. Mã Mỹ, máy zin từ A đến Z đẹp keng. Còn một máy duy nhất màu gold giá bán 8 triệu 700 ngàn. Đấy. Rồi, tiếp theo đây là có một con X256GB. iPhone X 256GB zin nguyên con đẹp keng, máy quốc tế. Đấy. Con này thì như thế này, có một bạn đặt cọc mà hẹn một tuần lấy nhưng mà lại không lấy, đặt 200 rồi. Thì hôm đấy mình có bán là 11 triệu 200 thì bạn đặt 200 rồi. Mà để tới 2 tuần mình gia hạn thêm cho một tuần nữa cũng chưa lấy. Đấy thì để lâu thì máy nó xuống giá thì làm sao, nên hôm nay mình bán luôn cho bạn nào mua, mình giảm 200 đấy thì chỉ còn 11 triệu đúng nhá. 256GB ở thời điểm này tìm là nó cũng hơi khan hiếm một tí xíu. Ok. Rồi. Xong hai con iPhone, bây giờ mình chuyển qua ở đây. Mình xoay sang góc này một tí. Đấy, có con Samsung A9 máy keng. A9 2018 4 cam sau các bạn nhé. Máy leng keng xà beng. Ok. Tất cả đây là máy leng keng xà beng nhé. Và là chính hãng cũng như quốc tế. Đấy. Đây, A9 2018 RAM 6GB. Bộ nhớ 128GB. Màu đen, hôm nay sẽ có giá bán cho các bạn giá là 4 triệu 6. Tặng kèm đầy đủ phụ kiện nha. Nhưng mà có một số cái không có ốp lưng, rất mong các bạn thông cảm nhé. Đấy, còn iPhone này này, mình lưu ý là không tặng kèm theo cái tai nghe zin chân dẹp đâu. Tai nghe đấy sẽ bán kèm theo nếu bạn nào có nhu cầu sử dụng là 300 ngàn. Đấy, bởi vì mình không tặng kèm là vì nếu tặng thì mình lại phải đôn giá lên. Thì nhiều bạn không có nhu cầu sử dụng tai nghe đúng không? Tự nhiên lại hoang phí mất 300 ngàn vứt đi sao? Đấy. Thì Samsung A9 2018 này mình nhắc lại nha, tặng đầy đủ phụ kiện, có thể không có ốp dẻo. Thì sẽ có giá bán 4 triệu 6, bảo hành 1 đổi 1 3 tháng tại Nhật Nam. Và tất cả những sản phẩm Nhật Nam bán ra từ phụ kiện cho đến máy là đều bảo hành 1 đổi 1 3 tháng tại Nhật Nam các bạn nhé. Đấy, rồi tiếp theo đây nữa có một con Oppo A9. Cái màu này khá là dễ chịu. Đấy, màu xanh ngọc lai trắng. Xanh ngọc lai trắng ngọc trinh nhé. Đấy, RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, pin tới 5.000. Đấy, Oppo A9 2020 mới sản xuất hồi cuối 2019. Cho nên là sẽ còn bảo hành chính hãng đến 2020, cuối năm nay này. Đấy, các bạn cứ yên tâm nhá. Đến cuối năm nay và giá bán là 4 triệu 6. Cũng tặng đầy đủ phụ kiện, có thể không có ốp dẻo nhá. Nếu không có các bạn đi mua dùm. Đấy, rồi tiếp tục đây cũng là A9 2020. Con này là màu xanh tím. Đấy, màu xanh lai lai tím. Cũng có giá bán là 4 triệu 6 và tất cả chế độ đều giống nhau hết các bạn nhé. Và đây, kế tiếp đây có một con Mi 9T màu gọi là đỏ đen. Mi 9T màu đỏ đen, RAM 6GB, bộ nhớ 128GB. Con này có giá bán là 5 triệu. Con này là hàng chính hãng luôn nhé, Mi chính hãng luôn. Đấy.
Rồi tiếp theo đây nữa lại là một con Oppo A9 2020 màu xanh đậm, hay còn gọi là xanh đen. Đấy. Cũng RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, pin khá trâu 5000 và hai loa, loa trên loa dưới lên nghe nhạc rất là đã. Đấy, nó cũng giống hai con này thôi, cũng 4,6 triệu nhá. Rồi. Tiếp theo đây là con Oppo F11 với cấu hình là RAM 6GB, bộ nhớ 64GB, màu tím khói hay còn gọi là tím trắng nhá, tím khói thủy chung, nhìn thấy là thấy thủy chung rồi. Ok. Đấy, giá bán của nó là 3,9 triệu thôi, tặng đầy đủ phụ kiện nhá, bảo hành 1 đổi 1 3 tháng và là hàng chính hãng hết. Đấy. Tiếp theo đây nữa là tiếp tục là F11. Màu xanh đen luôn, đấy xanh đậm, đấy, xa này các bạn khó thấy, ok. Không sao cả, nhưng tất cả đây là toàn là máy leng keng xà beng nhá. Bao. Không đẹp không lấy tiền, không đẹp cho luôn. Ok. Đấy, giá 3,9 triệu, F11, RAM 6GB, bộ nhớ 64GB. Và ở hàng dưới đây là có hai con Oppo A5 2020 là hết rồi, rất nhiều nhưng bán gần hết rồi. Đấy, màu trắng và màu đen. Đấy, hai trường phái khác biệt nhau, bên thì trắng thì bên thì đen như củ súng đấy, bên thì trắng ngọc trinh. RAM đều là 3GB, bộ nhớ 64GB, pin 5000 và có thiết kế y hệt A9 2020. Và con này có tên gọi là A5 2020, cũng sản xuất cuối năm 2019 nha, nên chắc chắn là còn bảo hành chính hãng và đây là Oppo chính hãng. Tuy nhiên Nhật Nam bán ra thì vẫn cứ có một cái chế độ bảo hành 1 đổi 1 3 tháng thì khá là ok rồi. Đấy, giá bán là 3,2 triệu trên hai màu này luôn nhá. Máy nào cũng 3,2 triệu, ok. Oppo A5 2020, RAM 3GB, bộ nhớ 64GB, pin 5000. Đấy, tiếp theo đây có một con A70 màu đen, có thể nói vẫn đang rất hot ở thời điểm hiện tại khi mà RAM 6GB, bộ nhớ 128GB và máy đẹp len keng xà beng màu đen như thế này đấy. Lưng này nó óng ánh lên 7 sắc cầu vồng chứ không phải màu như thế này đâu các bạn nhé, nó là màu đen nhé. Đấy này, đấy, thấy chưa, ok chưa, nó là màu đen rồi. Và nó là màn hình 6:7, có thể nói là màn hình khá lớn và pin 4500 khá trâu. Giá bán 5,5 triệu, tặng đầy đủ phụ kiện bao gồm là kính cường lực, ốp dẻo và sạc và tai nghe. Đấy, tất cả những sản phẩm Android là đều có tặng sạc với tai nghe đầy đủ các bạn nhé. Lâu lâu mới có một máy thiếu cái ốp dẻo thì rất mong là các bạn thông cảm. Rồi tiếp theo đây là con F11 Pro. Đấy, F11 Pro này thì là màu tím đen, khá là nhã nhặn nhé, khá là nhiều bạn thích. Và con F11 Pro này có cấu hình RAM 6GB, bộ nhớ 128GB, có camera trước là thò lên thụt xuống, thò lên thụt xuống, ok, khá là đẳng cấp, rất là nhiều bạn thích. Đấy, giá hôm nay 4,9 triệu trên một sản phẩm đẹp len keng xà beng như thế này, đó, rất là ok nha các bạn nhé. Khi bán cũng tặng đầy đủ phụ kiện nhé. Và đây tiếp theo đây là con Samsung A51 màu đen, khá là đẹp. A51 này thì có cái thiết kế mới là camera hình chữ nhật đây rồi, ok, 4 cam và hình thiết kế theo hình chữ nhật lên khá là độc, khá là đẹp. Đấy, cầm vào là biết là mới sản xuất rồi nhá. Sản xuất cuối 2019 và chắc chắn còn bảo hành chính hãng đến 2020. Và RAM 6GB, bộ nhớ 128GB, máy đẹp leng keng xà beng, tặng kèm đầy đủ phụ kiện, không thiếu một món ăn chơi nào hết. Giá bán 5,6 triệu. Rồi, tiếp theo đây nữa, mình sẽ chỉnh xích ra đây để giới thiệu con S10 cộng này. Con S10 cộng này nó kinh khủng khiếp lắm. Đấy, trắng ngọc trinh với RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, máy đẹp leng keng xà beng và chắc chắn là máy chính hãng, 2 SIM rồi, ở Nhật Nam không chơi bán máy xách tay. Đối với những tất cả những máy xài hệ điều hành Android là không bán máy xách tay các bạn nhé. Lưu ý, bạn nào mua máy xách tay vui lòng tìm shop khác dù mình không bán. Đây là con S10 cộng hay còn gọi là S10 Plus, màu trắng ngọc trinh, máy leng keng xà beng và 2 SIM chính hãng. Bảo hành 1 đổi 1 3 tháng tại Nhật Nam. Khi bán ra tặng kèm một ốp dẻo và một bộ sạc nhanh zin. Tai nghe AKG không tặng, nếu bạn nào muốn mua thêm vui lòng cộng thêm 200, vì sản phẩm này tai nghe là tai zin nó đắt nên không tặng nhá. Sẽ trừ luôn vào giá máy và báo cái giá là 11,5 triệu trên một sản phẩm này thôi. Đấy, nên là bạn nào có nhu cầu sử dụng tai nghe hãng mua thêm. Và S10 cộng hay còn gọi là S10 Plus này có hai phiên bản, hai màu ở đây. Tức là hai màu chứ không phải hai phiên bản, xin lỗi các bạn nhé. Có hai màu, đều là một phiên bản RAM 8GB và bộ nhớ 128GB. Màn hình thì là 6:3, 6:4 gì đấy, không nhớ rõ. Thì màn hình của S10 cộng thì khỏi phải lan tan rồi,
không phải chê vào đâu, rất đẹp, và quay phim chụp hình cũng thế, cũng không cần phải nói đến bao nhiêu mê nữa, mặc định là đời S đời Note là chụp hình đẹp hết, chả có cái nào của Samsung mà chụp hình xấu hết, đời S đời Note nhá. Đấy thì đều là giá 11.500 và tặng sạc nhanh này, sạc zin nhanh á, vào một cái ốp dẻo, không tặng kèm theo tai AKG, các bạn lưu ý nhá. Đấy, mua thêm thì vui lòng cộng thêm 200 Nhật Nam, có bán riêng những cái sản phẩm phụ kiện như tai nghe AKG, tai nghe iPhone zin chân dẹp từ iPhone 7 trở lên, và sạc nhanh 11 Pro Max 18W, và sạc nhanh của Samsung những cái đời mới như A80, Note 10 cộng đầy đủ hết nhá. Các bạn có thể liên hệ mua những cái phụ kiện đấy riêng cũng được. Ok, còn ở đây hôm nay tất cả những cái máy này Nhật Nam xin nhắc lại là hai cái iPhone này là iPhone quốc tế nhá, iPhone quốc tế và bao quốc tế trọn đời khi bán ra, đồng thời là bảo hành 1 đổi 1 3 tháng tại shop di động Nhật Nam, khi bán tặng kèm theo sạc này, dán cường lực ốp dẻo, sẽ không tặng kèm tai nghe zin chân dẹp nhé, mua kèm 300. Và tất cả những đời S Note thì chỉ có ốp dẻo và sạc nhanh, không tặng kèm tai nghe cũng như không có dán. Ok, đấy, thì bạn nào mà kết sản phẩm nào thì alo cho mình nhé, qua một trong hai số điện thoại 0979782366 hoặc là số 0367709123 để đặt cọc và mua hàng. Chỉ hai số đấy nhé, các bạn lưu ý không comment số điện thoại của bạn dưới bình luận ở phía dưới để tránh kẻ gian lợi dụng lừa đảo các bạn nhé. Còn các bạn khi đã xác định mua hàng thì vui lòng xem cho kỹ thông tin của sản phẩm. Nếu ở đây chưa có gì không hiểu, thông tin ở một clip này có thể chưa làm cho các bạn hài lòng, các bạn có thể xem nhiều clip hơn, cũng như các bạn có thể search đời máy đó ở trên Google để tìm hiểu thêm. Và tất cả sản phẩm Nhật Nam bán ra là bao những cái máy chạy hệ điều hành Android là máy chính hãng nhé, nên các bạn cứ yên tâm. Và riêng iPhone là chỉ bán máy quốc tế, không bán máy lốc. Và bao cam kết là máy không có bất cứ máy nào được sửa chữa trên men hay thay thế màn hình linh kiện vào máy. Đấy, tức là zin hết đấy, các bạn cứ yên tâm mà sử dụng nhé. Còn hình thức mua bán tại shop Nhật Nam thì có hai hình thức. Một là trực tiếp tại shop di động Nhật Nam nằm ngay sát chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Thì bạn nào ở gần khu vực nhé, mình lưu ý là bây giờ đang có đại dịch Covid-19 nên là các bạn ở gần thì hãng đến, còn những bạn ở xa các bạn thông cảm không di chuyển ở lúc này nhé. Đấy, thì đến trực tiếp xem và mua máy. Còn bạn nào ở xa, mình cung cấp đến các bạn hình thức mua bán online ship code đồng kiểm của Viettel Boss. Có nghĩa là sao? Các bạn sẽ phải đặt cọc 100.000 đối với những máy dưới 10 triệu, 200.000 đối với những máy trên 10 triệu để chốt đơn hàng. Ngay sau khi các bạn đặt cọc thì các bạn vui lòng gửi tên và địa chỉ nhà của bạn để Nhật Nam có thể ship hàng cho bạn qua đường bưu điện nhé, bằng hình thức ship là cốt đấy, đồng kiểm đấy. Khi mà hàng đến, các bạn sẽ được kiểm tra hàng ưng ý, ok đúng món hàng mình đặt mua rồi thì các bạn mới thanh toán số tiền còn lại. Các bạn lưu ý rằng là tiền đặt cọc của các bạn sẽ không mất và sẽ được trừ vào tiền máy. Các bạn sẽ phải trả thêm một cái phí vận chuyển của Viettel Boss họ thu nhé. Các bạn lưu ý nó sẽ tính như thế này, chẳng hạn bạn mua máy 10 triệu, bạn cọc 100 ngàn thì Nhật Nam sẽ thu các bạn là 9 triệu 900 ngàn cộng tiền phí. Ok, tiền phí bao nhiêu thì người ta cộng vào sau, mình không biết. Đấy, mình không phải là nhà vận chuyển, mình chỉ là nhà bán điện thoại thôi nhé. Đấy, rồi rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi clip của Nhật Nam. Chúc các bạn một buổi tối thật là nhiều niềm vui và sức khỏe và cũng như là thành công. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình này, chia sẻ video đến nhiều người hơn này và like. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.